Rồi, chào tất cả mọi người đến với video của em nha. Đây, hiện tại đang quay cho anh em xem là một tấm chú gõ Nam Phi. Cái này là hàng Nam Phi anh em nha. Tấm này thì hiện tại là kích thước nó đang rộng 1m8 này. 1m8 dày 20 và dài là 3m25. Thì nói chung cái tấm này thì nói chung thì rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy nha. Vâng thì khá là ok luôn nha. Hàng này thì của em thì nó chỉ có bị lỗi đây đây. Này, nó nứt râm này, thợ em không xử lý luôn, thợ em để tự nhiên cho anh em luôn. Đấy. Để tự nhiên luôn. Cái này là nó chỉ có nứt râm thôi. Nó không có vấn đề gì cả. Ngoài ra thì tấm này thì quá là ok luôn rồi. Đây này, mọi người nhìn thấy này. Vâng, chỉ sọc này. Đấy. Thì nói chung hôm nay mùng 8 tháng 3 thì cái tấm này thì nói chung thì cũng để anh em với giá là 85 triệu là bao ship hàng này thì rất là đẹp luôn. Thì mọi người có thể là xem hết video của em để em tư vấn về một số vấn đề nhé. Hàng này thì cũng đã khoan cùm. Đây, khoan cùm hết cho anh em luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy nhé. Cái này là em có cả video hình mộc luôn nhé. Em có cả video mộc lúc mới làm luôn, chứ không phải là hoàn thiện mà em mới quay lên cho mọi người. Đây nè, chỗ đây thì nó có một đường nước dăm nhỏ nè. Đấy, nói chung thì nó nước dăm thì rất là nhỏ luôn. Ba cái này thì gỗ đa số có thì quá là bình thường luôn rồi. Còn bộ này thì nếu mà hiện tại giá 85 triệu thì nhiều anh em thì cũng bảo là đắt, mà nhiều anh em thì bảo giá cũng hợp lý. Thì em cũng nói thẳng luôn. Thì em bán ấy, em bán là em sẽ báo tất cả lỗi cho mọi người. Vì vậy là những hàng lỗi nha. Vì vậy những hàng lỗi thì nó có giá rất là rẻ luôn. Đấy là mà là em bán là vậy. Còn hàng đẹp á thì em sẽ bán giá cao hơn một tí để nói chung là để nó bảo hòa với hàng lỗi. Đấy. Còn những nơi khác nha, những nơi khác cái hàng đẹp nhiều lúc người ta bán rẻ hơn em. Thì nói chung thì tại sao? Tại sao thì nói chung thì rất là rõ luôn. Tại vì hàng người ta là người ta sẽ bán theo kiểu này, hàng lỗi nhưng mà người ta cứ bao đẹp cho mọi người. Ví dụ cái tấm này hàng lỗi, ví dụ tấm này đi, em nói là ví dụ tấm này hàng lỗi đi, em bán ví dụ chỉ trị giá 50 triệu đi, nhưng mà bây giờ người ta không báo lỗi, người ta báo bao đẹp, người ta bán tới 80. Thì những cái hàng đẹp á thì người ta cũng không cần phải thách giá làm gì nữa, người ta sẽ hô vừa vừa để cho mọi người mua. Thì cái đấy thì rất là rõ ràng luôn. Thì nói chung thì cái đấy thì người ta bán như vậy á, thì hàng rẻ, hàng đắt, hàng đẹp á thì người ta bán giá nó có khi nó rẻ hơn em một tí cũng có. Thì tại vì là bây giờ hàng lỗi người ta bán giá cao rồi, thì người ta bây giờ hàng đẹp người ta bán tầm giá vậy là người ta cũng lời rất là nhiều rồi. Còn cái này đó là em bán ví dụ hàng lỗi là em báo lỗi là em sẽ bán với giá là hàng lỗi. Thì khi mà em bán hàng đẹp á thì em phải em bán cao hơn một tí để nó kéo lại mà những cái số hàng lỗi. Thì đấy, thì nhiều lúc thì anh em bảo sao nó cao hơn những nơi khác thì nó không có cao hơn bao nhiêu đâu, thì em báo là nó cũng cao hơn tầm đôi triệu thôi, chứ còn nó không có cao hơn bao nhiêu. Còn như hiện tại tấm này thì 85 triệu thì em nói thật chứ nó bảo đảm với anh em là không có cao. Tại vì cây bây giờ nó mua nó không phải đơn giản là nó giá nó rẻ như ngày xưa nữa. Thì cái chuẩn bị nha. Thì em nói thế này là chuẩn bị những cái hàng 2m. Những cái hàng mà tầm 1m92m thì nó sẽ cực kỳ là hiếm luôn. Còn hàng trên 2m nữa thì bảo đảm với anh em là cực kỳ là hiếm luôn. Tại vì là đợt này thì cây nó nhập về nó rất là khó rồi. Bởi vậy là bây giờ là cây, những cái cây còn lại nhá, giá nó rất là cao. Và đồng thời nhá, đồng thời bây giờ bên nước ngoài nhá, bên nước ngoài là người ta, cái này thì em cũng mới nghe thông tin là vậy thôi, chứ còn thì nghe nói là cũng sắp rồi. Thì những cái hàng mà những cái to nhá, những cái to mà đường kính to nhá, người ta sẽ không cho nhập về Việt Nam nữa. Không phải là không cho nhập, người ta bắt sẽ vuông hết đóng thùng công rồi người ta mới cho nhập về.
tức người ta không có chở cây như ngày xưa là cây to bao nhiêu chở cũng được, nhưng mà đợt này cây to thì muốn nhập về thì phải bắt buộc phải dọc và đóng vào cong. Thì anh em biết rồi đấy, đóng vào cong thì nó kích thước thì nó sẽ hạn chế đi, thì cái điều đấy thì nó sẽ là hàng to thì nó sẽ hiếm đi, cái đấy là một điều chắc chắn luôn. Thì mọi người có thể là nói chung thì hàng to thì bây giờ thì nhiều nơi người ta cũng thách giá lắm, có nơi tấm 2 mét dài 5 mét người ta đã bán 350, đấy là có. Thì tại vì là nhiều lúc em không có hàng thì nói chung ở chỗ em thì cũng có mấy xưởng á, nhiều lúc mọi người hỏi không có hàng thì em cũng qua chỗ mấy ông anh thì em cũng hỏi lại giá gốc để em để chào cho anh em, thì chào cho anh em, nhưng mà khi mà nghe giá thì em cũng giật mình, tại vì cái giá đấy thì em chịu thua, tại vì trước thì em những cái tấm đấy thì em bán rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà đợt này hỏi cái đấy là chỗ người quen đó nha, chỗ người quen anh em thân quen biết, nhưng mà giá mà em cũng chịu thua luôn. Thì đấy, thì còn bây giờ đó, là em quay những cái tấm hàng của em này, giá nếu mà bộ này 85 triệu thì ok cho anh em luôn. Đây này, 85 triệu bao ship hàng bìa phe cả tự nhiên. Đấy, thì em cũng chỉ nói tới đây thôi. Rồi anh em nếu mà quan tâm thật sự thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo là 0333 8879 nhá. Xin kết thúc video đây nhá.